Sang qua một bản tin khác đến từ Nga cho biết hơn 200 xe hơi xếp hình cây thông. Vào tối hôm qua ngày 23 tây tháng 12, hơn 200 tài xế ở thành phố Stavropol xếp xe hơi của họ theo hình cây thông khổng lồ tại một bãi đổ xe để mừng năm mới. Chiếc xe ở đỉnh cây thông bật đèn pha trước, sau đó các xe phía sau lần lượt bật đèn xi nhan và đèn chớp tạo thành đèn nháy, đèn nhấp nháy đẹp mắt trong một bãi đổ xe ở thành phố Stavropol. Cây thông được xếp bằng xe hơi này lớn đến mức chiếm toàn bộ bãi đậu xe và những người lái xe phải dùng đến máy bay không người lái để quay toàn cảnh. Thành phố Stavropol ở tây nam nước Nga đang trải qua một mùa đông có nhiệt độ cao bất thường, khiến trời không có tuyết nên việc xếp hình cây thông được xem là cách tận hưởng kỳ nghỉ lễ sáng tạo của người dân. Tại thủ đô Moscow, trời đổ mưa và nhiệt độ lên tới 6 độ C ngày hôm qua. Các nhà khí tượng dự đoán rằng tháng 12 sẽ là tháng ấm nhất và ít tuyết nhất được ghi nhận ở Moscow từ trước cho tới nay. Nhiệt độ trung bình hàng ngày không giảm xuống dưới 0 độ C trong tháng này, ảnh hưởng đến không khí đón Giáng sinh và năm mới cho người dân thủ đô nước Nga. Họ không thể tưởng tượng được một kỳ nghỉ đông mà không làm người tuyết, ném bóng tuyết và đi xe trượt tuyết và những thú vui khác liên quan đến tuyết.